trả tiền cho người. Hổ phù là ông. Đây hổ phù nhờ. Đâm nổi nhìn ác nhờ. Đúng không? Đây là khu này là khu các anh chị bán chậu, bán đôn rất là nhiều. Quý vị và các bạn cứ lên triển lãm Bắc Ninh nhá. Chỗ trung tâm văn hóa Kinh Bắc. Bây giờ toàn có những cái hình như thế này xong bắt đầu là dựng cây vào trông rất là lạ lẫm. Ôi, một loạt vôi 89C 13908. Anh quê Hưng Yên à? Vâng, em ở Khói Châu thôi. À, Khói Châu. Không phải Hưng Yên. Ui, ông Thực nhìn cái ổi này. Gấu chưa? Quá quái luôn. Bao tiền cây này đây anh? Cây uốn ác nhờ. 15 triệu. Rồng cuộn 15 củ. Không có biết cắt. Nhưng mà cây này ổi gì đấy anh? Ổi là ổi rừng. Quả chỉ to bằng nhà nó. Quả đỏ hay là quả trắng? Quả đỏ. À. Ngon. Ổi quá nét luôn. Cũng già đấy nhưng mà nhìn uốn lượn ác nhỉ. Già nữa thì thôi. Người bệ sổm quá. Bệ này đang hôm nay phải thay chậu. Bệ này đang nhổ lên. Nhổ lên vào chậu lại già lắm rồi. Nắp. Lá cũng giả. Không ai đi một bước anh chợ cả mà thích anh em mà giao lưu. Nhiều thế bao nhiêu? Cả hàng gỗ, hàng hàng mỹ ký rồi đầy đủ hết. Quá nhiều luôn quý vị ạ. Đây là khu các bác ấy bán gỗ này, bán phản, bán sập. Nhiều lắm. Vì là không đủ thời gian nên là không để quay chi tiết được cho quý vị và các bạn. Tôi phải đi theo chân mấy. Đấy, đang đi lên đây. Quý vị nhìn đông không này? Đấy, à Tùng con á. Nó lạc lại ở đằng kia, gọi đi nào. Nhiều quá. Ông đi nhanh quá, khiếp, ông đi phăng 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 lên. Chả ngắm gì cả. Đi về ngoài đi à. Đi cọc này đi rồi chút thì lấy vẫn ở chỗ chậu ông đéo đi lâu đấy. Lô Tùng này. Nhà vườn giáp còi. Cây này có nhiều tiền không anh? Không biết à. Chưa hỏi à? Quả khấu quả này cắt lâu phết nhỉ? Tùng múp được lên này ăn. À.
Này người ta bán nhiều nhiều đồ gỗ đấy thế. Cuộc chơi lớn thì phải về nhiều. Vâng. À. 30 triệu PC này. Cái gì? Ông cái si 30 triệu. Vừa giả cây tường vi. Cái tường vi á? Ở góc ý á? Mấy triệu? Cây lùn lực này nhìn mới đẹp này, cây này bộ bệ này, thân này, nhưng mà cây này vặn ít. Mai chiếu thủy đây. Cái này anh chuyên bán tùng với Nguyệt Quế. Chờ cắt dây đi hả anh? À vâng, nó chịu rồi nhỉ, của à. Cần giá con đi ngoài tiền. Xanh nhỉ? 38 triệu. Bao nhiêu? 38. 38 sao lại lẻ lẻ thế nhỉ? Kể giữa đây anh chưa? Đây là xanh quê hả anh? Năm điền à? Điền đâu ra như thế? Lọ cũng thành cây. Nhưng mà cây nhìn non lắm. Đúng. Cái tùng đang cắt này nhiều tiền không anh? 15 triệu nhỉ? Nhỏ nhỏ nhìn hay nhỉ. Rồi xong làm cái bàn xoay. Nhưng mà sao tùng lại cứ cắt lửng lửng như thế này anh? Cắt này để là... À đâu em cắt, em để em cắt đồ mà. Cắt cho nó đẹp, đúng ra là nó cắt nó đen đầu, đúng chí rồi, nhưng mà chí thì mất thời gian lắm. Ngồi cứ phải nhặt nách, phải lâu lắm. Ừ. Cắt thành nhanh. Cắt thế cho nhanh, bán mấy ngày. Đúng không? Ở trong nhà. Tùng, Tùng, xe máy điện tưởng là xe máy thằng nào êm thế, thế cứ thấy đi. Khỏe chứ anh? Lâu lắm rồi nhìn thấy ông anh đi bán cây nhờ. Đợt trước ấy à, đợt trước nghỉ à? Vâng, em nghe cũng vậy. Cây này đẹp thật là chăm chút thế. Cây này vừa mới nhập vào hay là lâu chưa anh? Em
chuyện gì. Đây. Đây, đi vào trong này. Điều ơi.